Hello cả nhà, xin làm những bãi xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta đây là ba con xe đạp gấp ba kích thước khác nhau ha. Thì hôm nay mình mới dắt về bên nhà, cho nên là mình sẽ cho mọi người xem kích thước luôn, cho mọi người biết. Đây có cái con Mercedes này thì mình đã có video rồi, cho nên mình không nói ha. Con Mercedes này là 20 inch nè. Con Ford EcoBoost. Con Ford EcoBoost này cũng là một con xe đạp gấp đến từ nhà Dahon ha. Con Ford EcoBoost này là giữa Ford và Dahon nó kết hợp làm với nhau để làm một cái bản thương mại để bán chung kèm với lại con Ford EcoBoost nha nè. Đó. Còn con này là con Java. Đây. Con Java này là con Java bánh 14 inch ha. Còn con này là 16 inch nè. Con này là 20 inch. Thì ba con xe này nó có ba kích thước, để mình quay chi tiết cho anh em xem nè đó. À. Ba kích thước nó khác nhau. Đây, để mình để cái máy như vậy cho nó dễ nhìn ha. Đó. Đây là ba cái kích thước bánh nè. Đó. Ba con này là ba con xe đạp gấp ô tô. Thì cái con Mercedes mình đã giới thiệu rồi, mình không giới thiệu nữa. Thì mình sẽ đi cái con Ford EcoBoost này trước ha. Đây, con Ford EcoBoost này là bản kỷ niệm, tức là kết hợp thương mại giữa Ford và Dahon. Đây. Đây là cái logo Dahon. Đó, chuẩn Mỹ Oda nè. Dahon là của Mỹ nha. Ở đây thì nó có đóng cái mác Ford ở trên cái yên nữa nè. Đó, tên của nó là EcoBoost. Nhà anh nào mà có chiếc EcoBoost thì mua thêm chiếc Ford này nữa là đồng bộ là quá êm luôn. Con này thì là gấp nhôm 3 khúc. Con này thì xài cùi đề ngoài 7 tốc độ ha. Gấp là gấp 3 khúc. Gấp ở đây. Rồi gấp ở đây. Rồi gấp ở đây nữa. Rồi hạ yên nữa ha. Đây là con xe nguyên zin còn rất là đẹp ha nè. Đây. Đây con Ford EcoBoost nè. À, ai có điều kiện có cái sở hữu thì alo cho Phúc ha. Con xe này cũng rất là đẹp. Mình cũng đam mê, mình sưu tầm. Đây là Ford bản quốc tế nha, bản quốc tế. Con này thì chiều cao thì anh em đi thoải mái từ 1m8, 1m5, nói chung là đủ kích thước hết. Thì mình chỉ cần nâng nâng lên hoặc hạ xuống ha, nâng lên hoặc hạ xuống chỗ này hoặc là yên thì mình đi thoải mái thôi, không có gì hết. Nhưng con này ở đây nó có cái bình nước nữa nè, cái giá bình nước. À, hôm nay thì hơi cảm một xíu cho nên là nói chuyện có thể là nó sẽ hơi khó nghe, mong mọi người thông cảm ha. Đó, Ford EcoBoost do Dahon sản xuất này. Đó. Nước sơn màu trắng, đây là cái mã vạch của nó này. Đó. Đó. Xe còn rất là đẹp, nguyên zin luôn ha. Còn cái vành của nó là nó sơn xanh nha, chứ không phải dán nha. Đây. Đó. Cái vành của nó sơn xanh này. Niền là niền nhôm. Bánh 16 inch. À, đây là phiên bản đặc biệt nha. Special Dahon Edition. Lớp là lớp Kenda. À. Rồi. Con này sẽ được bán với giá là 12 triệu. Anh em nào chơi thì alo cho mình để mình qua cái con tiếp theo ha. À, đây là cái con Ford. Rồi tiếp theo là sẽ là cái con Java. Điều đặc biệt con Java này là con xe 14 inch nhưng mà chạy đùm số trong 3 số của Shimano nha. Đây. Cũng là sườn nhôm luôn. Con xe này cực gọn và cực nhẹ luôn. Cũng là gấp 3 khúc ha. Đây, Java. Còn rất là mới, còn rất là đẹp luôn. Đùm số trong Shimano Nexus, cái đùm này là quá một huyền thoại rồi. Không cần phải giới thiệu nhiều. Đây để mình quay nhẹ cho anh em nghe thử nha. Do cái tay cầm mic rồi cho nên là không có quay mạnh cho nó chạy được.
Đây, Shimano Nexus ha. Con này thì là màu xanh, cũng là gấp 3 khúc. Nhưng mà bánh là 14 inch, cực gọn luôn, gấp là để vô ô tô nó chỉ có một khúc nhỏ xíu. Ba con xe, hai con này thì giới thiệu rồi ha, với con này là con thứ ba. Con này cũng là bản quốc tế nha, Java này là của Ý. Đó. Ở đây thì mình có thể nâng lên hạ xuống luôn, chiều cao thích hợp mình 1m73 đi vẫn đẹp bình thường, không có vấn đề hết. Đây là xe đạp gấp nha, gấp ô tô, cho nên là mình không có quan trọng cái kích thước, mà khi mà mình leo lên thì mình đi cái kích thước, cái chiều cao của mình tới đâu thì mình đi tới đó thôi, khoảng 1m85 đổ lại thì đi vẫn được. Con này thì câm sơn, niền nhôm ha. Rồi, ok, con này sẽ được bán với giá là 9 triệu. Chưa bao gồm phí vận chuyển ha, con pho này cũng vậy luôn, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào chơi thì alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1234. Một lần nữa mình quay đi lại cho anh em xem cái nữa này. Đó, ba con xe siêu dễ thương luôn. Đó. Rồi, ok, sau đó nhiều quá, xin chào.